chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chăm ở cũng ở thường lệ cũng như mấy điểm cũ á. Bây giờ cũng là 11 giờ kém rồi. Nước nó chảy quá. Mình chăm cá nó cũng đứng thưa quá cho nên là giờ mình cũng quấn móc móc rồi được có mực người gì không. Rồi mình chạy giờ về xe vô bờ chút xíu. Để đầu video cho mình gửi lời chào tất cả các anh chị và các bạn. Kính chúc anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe nha. Bây giờ mình cũng bắt đầu xuống đèn để coi cá như thế nào nha. Đây con mình trước nó bủa lưới này. Mình vừa chạy lái mình quay khúc cho anh chị xem đó. Một mình nó thật lắm. Giải viền đầu ra con, giải viền đầu ra. Cố mạnh ra đi. Thôi mình tạm dừng lại đây nha. Xuống đèn hết bên rồi nè. Đây là bên phía bên đây mình xuống đèn bên rồi. Thì con mình nó bỏ thúng xuống nè. À, bỏ thúng xuống. Mình bỏ bình nước xuống phía bên kia cái cần giò của máy giò này. Để mình gom đèn về ngay chỗ điểm ở chỗ đây. Có cá có đồ thì là mình biết nha. Mình xuống đèn rồi nè. Bên rồi nè. Đây cá cũng có cá nhưng mà có cơm. À, có cơm nè, cơm nó ở tầng trên nè, có cơm không à, nước nó chảy quá chảy, giờ mình quýnh cũng móc móc chứ giờ biển tháng này vắng quá làm, hôm qua làm lỗ dầu, hôm nay mình quýnh móc móc có cái mực nào không, để mình xuống đèn tiếp thôi. Quên á, mình nó bật bình nước thôi. Sau bây giờ mình thả ra làm cái chuyện của mình này, thả ra xuống này, cấp với cầu dao. Còn lại là láng phía bên đây, cầu dao sứ á, cá nó cũng vẫn còn. Thưa lắm. Cái số cá đỏ cá nó nổi ở trên là cái cơm đó. Đây bình nước con mình đã bật bình nước lên rồi nè. Nước xài bình. Rồi để mình xuống đèn nữa cá nữa rồi cho nó gom hàng lại như thế nào nha. Tiếp tục còn hai cái cầu dao mình xuống tiếp cái nữa. Cũng có cá nó đứng nhưng mà cá thưa. Cá đỏ kìa. Cái này này, nó đỏ trên đó là cá cơm á. Còn ở dưới tầng dưới nước á, sâu á là cá đất cũng thưa. Xuống cá cầu dao nữa cuối cùng rồi. Đó, cá cơm nó ở trên đỏ luôn ha. Lưới mình quấn cá cơm không có được. Nói chung hết rồi. Thôi, rồi xuống đèn hết rồi, còn ở bình nước không rồi. Con mình nó chiều thúng rồi. Giờ đó, đứa chèo thống còn đứa ở hôm trước kia là
đảo nghèo. Vậy bây giờ để mình tạm ngưng đây, mình cảm cáo mình chạy lái cho con mình nó cảm ơn nha. Thế này quý vị anh chị và các bạn, đó mành mình quấn rồi, mình cảo mình lên phen rồi, mình kéo về tới đẩy rồi, thì nói chung rồi cũng cá nó thừa lắm. Quấn có cái liệt nè, có cái liệt nhỏ nhỏ, cái liệt nè nó đóng lưới này, cái bạ theo lưới mình gỡ, không biết còn trong đẩy còn nhiều ý chưa. Giờ hồi sớm giờ mình kéo lưới mà không có quay được, giờ mình cũng kéo cái bớt cái giềng phao lên đây rồi mình cũng phụ, mình cũng quay lại cho anh chị xem một chút. Giờ mình cũng tay mình cầm cái điện thoại gọn tay rồi mình cũng kéo ăn mang bớt cái lường lên. Có con mình nó làm nè, mình kéo bớt cái lường lên, mình đầm kéo qua phía bên có nó dày bên lưng lên hết chưa. Cá có cái liệt này, cái liệt này nhưng mà vừa về bến người ta thích mua lắm. Kéo bên đồng á, kéo qua đó, đó rồi kéo lưới, kéo lên, kéo chỗ nào lưới dùng rồi kéo lên. Qua phía bên đó nha, cái để nó đổ nó ra phía bên đó. Lưới chỗ còn đầm nó kéo lên chưa? Không có cá này, đó cá nó nằm ở dưới đáy nha anh chị. Đó cá đó thấy không? Cái liệp này, ô, cá này. Giờ để con mình nó kéo lên xác rồi mình quay cho xem nha. Ồ mới cái liệp ngon ghê. Nói chung biển nó vắng quá mình quấn mót con đêm hai giác rồi kiếm. Rồi lăn kéo bên kia qua, kéo bên kia đó, kéo bên nó lên, kéo lại chân lâm khoan hay kéo chưa cùng phải để nó đổ rồi bên kia có chắc cha tay nghề đó, mang lên đó, mang cái đó lên trở lại cầm cái viền phao vô. Ô cá này. Xúc đi đừng mang lên đây, xúc đi. Lại nắm này. Nắm này diện cho anh ba mày nó xúc. Đó dặn vô cái chân á. Dặn cái chân với nắm với biên lưới đây nè. Bước qua. Ngầu đó gì. Ôi cái liệt. Liệt đã quá anh chị ơi. Nè, cái liệt nè. Đó, vài chục ký cái liệt. Có. Con sứa hả? Rồi dằn vô mắt nha. Ô, nó dính cái liệt. Áo đi chứ, cục con ra, áo đi cục con ra. Đang rồi, con đang phải không? Giữ rồi đổ bớt cái suối ra, đổ cái suối quấn giác lưới vậy biển nó vắng mà mình quấn ra được vài chục ký cá liệt là thấy cũng hân mừng rồi anh chị à. Ô cá liệt vậy là thấy ham rồi đó, bên kia nó không đổ đâu. Chặn cái dao luôn à. Ủa sao mày múc còn nhiều không à, múc con chút xíu vậy làm. Mua cái vợt kia kìa, cái vợt đây nó rách một cái là có bữa lấy cái rổ múc chết luôn á. Vậy chứ gạch cá rồi. Ồ cá đẹp ghê. Liệt con vừa cỡ có mấy cái trác to chứ. Nó vũ quá cái chúa rồi con. Nó đem ra ngoài lắc bớt cho cái chúa nó rớt bớt rồi.
Ô, cái liệu hàm thấy hàm ghê á. Còn nhiều không đồng? Nhiều, lắc xuống lắc mai giật á. Lắc bữa ra ngoài, lắc bớt xuống đi con. Được chưa? Để mình tạm dừng video tại đây để mình phụ với con mình nha. Đây là quý anh chị và các bạn, quấn mình cũng múc cá lên rồi đó. Rồi mình đi chạy về chỗ rồi mình đi neo rồi. Vợ con mình nó lựa cá ra nè. Lựa cá riêng, mực riêng. Đây, kết lên nữa nè. Rồi đây, kia. Nói chung là biển nó vắng quá, mình quấn không bót bót rồi kiếm tiền dầu chứ. Câu, hôm giờ câu có được có 2 con rồi. Có cá không có mực thưa quá, chứ quấn lưới đây mà quấn không cũng không có mực thưa quá, không có mực, quấn giác lưới được ký mực nhỏ nhỏ đây chắc cũng 10 mấy 20 ký cá liệt đây. Mà bữa mình quấn cũng được mớ về bán 60.000 ký nè anh chị. Cá đây cũng lớn con nè, lớn con nè. Điệp đây lớn con đẹp. Ở quen quen cái liệp to. Điệp con to to đẹp. Cá đây là về bến bán cho khách du lịch ở người ta đi tắm biển á. Người ta thích mua cứ cá tươi á, về ăn ngon, cắt lượng. Mình ở ngoài biển mình làm, mình chỉ có quánh xóm á, mình đập đá mình bỏ vô thôi. Chứ còn quánh giấc sáng á là mình không có bỏ đá luôn, mình chạy về bến mình bán luôn thôi. Rồi giờ video nó cũng mình cũng làm xong rồi, giờ mình xin tạm dừng video tại đây nhé. Em chúc anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe nha, xem kênh của mình ủng hộ mình nha. Chào anh chị và chào các bạn.